mới đang tinh khiết. Tinh khiết? Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin anh. Còn zin? Vâng. Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ chắc anh. Coi liền à. Dạ chào chị. Zin zin chỗ nào? Có ai sờ soạng ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? Dạ. Em có vấn đề gì không? Không, trời ơi, nghe 100% đó chị. Em tên Trần Văn Lộc, em năm nay 25 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Làm nghề gì bạn? Dạ, em hiện tại đang làm nhân viên y tế học đường ạ. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Cường Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Đậu Thị Hậu ạ. Em năm nay 25 tuổi ạ, cũng làm nhân viên y tế học đường ạ. Ủa, sao giống nhau vậy? Ủa, cụ thể công việc đó là làm gì em? Ở trong trường học làm hồ sơ, sổ sách, rồi khám sức khỏe, nói chung là mọi thứ luôn chị. Quê em ở đâu? Hòa Thành Quế ạ. Hòa Thành Quế là đâu anh Linh? Quê Thành Hóa. Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay tôi bị... Ê, vô đây lâu chưa? Em vào đây cũng gần được 2 năm ạ. À, bây giờ mình ở đây, mình ở với ai, ở đâu? Em ở với bà con ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở Đồng Nai luôn anh. Quê Đài Nông. Ở đâu? Quê ở Đài Nông. Đồng đó. Em giới thiệu về mình một chút xíu, những cái ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em chắc là cũng biết nấu ăn, sửa điện hoặc là sửa xe máy. Biết sửa điện, sửa xe máy luôn. Dạ, con gái mà men vậy. Rồi sở thích của mình thích cái gì? Em thì thích đi bơi nhưng mà bơi không nổi lên được. Với lại em thích ăn mực luộc. Bạn thích ăn gì? Dạ em thích ăn kem ạ. Một người thích ăn mực luộc, người thích ăn kem. Chà, mà nay nó ăn mực mà ăn chung với kem chắc đau bụng. Trời con á. Khuyết điểm của em là cái gì? Sợ ma chị. Em thấy con ma lần nào chưa? Chưa. Chưa sao sợ? Mắt mới không thấy sợ nó. Không thấy mới sợ, thấy rồi là không sợ anh ạ. Có bao giờ em nằm mơ thấy ma chưa? Em nằm mơ thấy anh thôi. Nằm mơ thấy anh Linh. Trời ơi. Nằm mơ thấy anh Linh mà sợ ma, có nghe anh Linh cỡ như con ma vậy đó. Bạn hãy kể ưu khuyết điểm của bạn đi. Dạ vâng, cái ưu điểm của em thì là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Em tự hào là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Tinh khiết? Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin đó anh. Còn zin? Vâng, đúng không? Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ bà chắc coi, anh. Coi liền à. Dạ chào chị. Zin zin chỗ nào? Có ai sờ soạng ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? Dạ. Em có vấn đề gì không? Không, trời ơi, nghe 100% đó chị. Chưa quen ai? Chưa nắm tay, chưa hung hít gì dạ, hết. Dạ vâng, đúng rồi chị. Nắm thử cái coi có điện gì không? Có không chị? Sao tay ướt nhẹp vậy? Thì em nắm tay chị em thấy có gì không? Dạ bình thường vậy. Bình thường hả? Dạ vâng. Bất bình thường mới nguy hiểm. Dạ vâng, đúng rồi chị. Có sợ ma không? Dạ không chị. Sợ ma tuyệt đối không luôn. Bên đó cần người ngủ chung để đỡ sợ ma. Nếu vậy càng tốt chị. Càng tốt ha. Nhưng mà giờ chưa có bồ. Dạ vâng. Bây giờ nếu quen bồ thì bao lâu đám cưới được? Trong khoảng 1 năm mình tìm hiểu có thể. Có chuẩn bị gì chưa? Có hết rồi chị. Có gì khai thử nghe coi. Nói chung là tiền đám cưới thì có, rồi nhà thì ở quê thì có, còn ở nếu mà sống ở trên đây thì sẽ lo sau. Nhà có ở dưới quê nhưng dạ. Mà bây giờ nếu không chịu ở quê ở trên đây thì sẽ tính sau. Thì bán nhà dưới quê mua nhà ở đây. Nhưng mà tiền là tiền của em hay là tiền của ba mẹ em? Tiền mà đám cưới á. Ừ. Thì là tiền của em. Tiền của em. Vâng, còn đất nhà thì của bố mẹ em. Anh em đông không? Dạ nhà em có hai anh chị em thôi. Có mấy miếng đất? Dạ nhà thì có một mảnh đất thôi. Mảnh đất phải chia hai chứ. Chết rồi. Rồi phải mình em lấy hết đâu. Rồi sao? Thì hiện tại bây giờ chị em đi lấy chồng rồi, có gia đình rồi. Lấy về nhà chồng ở rồi đúng không? Dạ vâng, khỏe, rất là khỏe. Bây giờ có cái khuyết điểm gì không? Dạ có chị. Khuyết điểm gì? Sợ gián chị. Sợ gián? Đứa sợ ma, đứa sợ gián. Tối vô cái mình thả một con gián vô phòng. Anh sợ gián nó, cái nhỏ kia anh Quyền Linh lú ra nhắc ma, sợ ma cái hai đứa ôm nhau. Hay gì? Hồi đó dưới quê có bạn trai chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Là dạ. Mình có kinh nghiệm hơn phải không? Bên đó chưa có gì hết trơn á, em thấy cảm thấy là phấn khích về cái thông tin đó hay là em cảm thấy e ngại về cái thông tin đó? Em vui mừng chị. Vui mừng? Dạ. Hồi mà kéo màn lên mà em thấy được em chủ động tấn công, em tỏ tình ta luôn được không? Dạ không ạ. Sao vậy? Bạn bạn con trai bạn phải tấn công chứ em. Con trai mà người ta chưa có kinh nghiệm, người ta non nớt, mình có kinh nghiệm hơn. Nói nghe nè, bây giờ á bạn bên đây á là chưa biết cảm giác hung thế nào. Em diễn tả cái nụ hôn đầu đời cho bạn này khoái, các bạn đồng ý liền à? Sao cảm giác cái nụ hôn đầu đời sao?
Nó bình thường à? Hả? Vậy bạn kia đâu có thích đâu. Nó có gì feeling không? Để bạn thử đã, bạn mới thêm biết được. Cho thử không? Không. Cho hôn má được. Hôn má, hôn má kỳ quá, hôn má ai hôn được. Không, trả giá được mà. Còn không nhào vô chụp hôn đại, anh về anh nói bên kia vậy đó. Hôn đại, bên kia nhào hôn đại nha. Đâu phải con dán đâu mà sợ. Ừ. Mấy tay, mấy tay. Cho hôn rồi. Được anh, cái này được anh. Mở ra thấy cười cái nhào vô hút liền nha. Hồi nãy nắm tay chị thôi mà tay rung mà lạnh ngắt luôn. Mà bây giờ em để hung cái chắc cái xỉu tại đây luôn. Thôi em nhân viên mà em hô hấp luôn. À đúng rồi, đây nhân viên hô hấp luôn. Trời ơi. Ủa bữa nay em tới đây có ai theo ủng hộ không? Dạ có chú gì với bạn của em ạ. Dạ, chào chú, chào gì? Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn này sao? Còn bây giờ nhìn thì thấy được rồi. Có cái ca hô hấp tại đây chú thấy ổn không? Thì cũng có thể à. Được ha chú ha. Dạ. Hình mẫu lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ, về cái ngoại hình thì em không có quan trọng cho lắm. Em nhiều quan trọng về cái tính cách thôi ạ. Em có thích, có không thích điểm nào ở người đàn ông không? Không thích ra trường, không thích bụng bự. Mắt mũi miệng rồi cần gì không? Không, mắt đừng có nhỏ quá gì. Mắt nhỏ màu đen Hàn Quốc đẹp có gì đâu. Nhưng mà nhìn dê lắm anh ơi. Ủa, bộ ai mắt nhỏ dê hả? Dạ vâng. Phải đụng chạm nhiều nha. Bây giờ em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ, không thích tính bốc đồng, cố chấp, nghe hướng. Với lại không thích con gái nhậu. Có nhậu không? Em không biết. Không biết. Không biết nhậu được, tốt rồi. Dạ vâng. Em có phải là mẫu đàn ông sợ vợ không? Dạ không ạ. Chỉ là mẫu đàn ông sợ dáng thôi. Bảo đảm, những người sợ dáng là những người sợ vợ. Không có đâu anh. Dáng còn sợ, không lẽ vợ không sợ? Vợ bự hơn con dáng. Cái con vợ nó còn ghê hơn con dáng nữa. Đúng rồi. Có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng mình là người như thế nào không? Ngoại hình ưa nhìn chị, cao 1m67 trở lên ạ. Không gầy và không mập. Không gầy hả? Người chị nó gầy. Bởi vì bạn quá mập. Rồi kéo màn lên. Nôn cặp này quá. 3, 2, 1. Nhào nhốt. Chào em. À, anh có giò quà anh tặng. Dạ em cảm ơn. À, nãy giờ em có nghe anh nói rồi thì em cảm nhận anh thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường anh. À. Vậy anh cảm nhận em thế nào? Anh thấy em rất là được. Được thôi à? Đúng rồi, xinh. Giờ lên trên đây em chẳng biết hỏi gì nữa đấy. À. Em chỉ muốn hôn thôi. Nói chuyện về tình yêu đi. À, em có dự định kết hôn gì chưa? Cuối năm hoặc sang năm anh. À. Sau này giả sử như mà mình có kết hôn nữa thì em muốn sống ở quê anh hay là sống ở trên thành phố hay là ở đâu? Nếu mà ở quê anh xin được việc cho em thì em về đó. À. Con cái sao? Thì để hai thôi anh. Nổi không? Anh thì dạ dư xăng anh ơi. Xăng còn nguyên thùng mà. Cười cũng có duyên ghê nha. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Thì cũng dễ thương, nhìn cũng cứ hơi gầy một xíu thôi. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy, bốn mắt nhìn nhau như trâu trợn trắng. Bạn nam hôm nay có đi với ai không? Dạ có ạ, em đi với cô đồng nghiệp và các bạn ạ. Cô thấy cháu gái tương lai mình được không ạ? Xin chào cô Cát Tường với lại chú Huyền Linh. Dạ. Tôi là đồng nghiệp của em Lộc, làm chung một bộ phận nhỏ của một cơ quan lớn. Dạ. Ở tại Đồng Nai. Thì theo chương trình nãy giờ tôi theo dõi thì tôi thấy cặp này thì cũng được á. Hiện tại giờ thì em Lộc thiếu người chăm sóc cho nên cũng hơi gầy. Thì bây giờ á là có thể là em về là em chăm sóc tốt thì em Lộc nó đỡ gầy hơn bây giờ. Được hả cô ha? Được. Hết giờ. Sau 3 tiếng đếm thì sẽ có kết quả ha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1 2 3 Hình như tặng cặp nhẫn cưới cho mình. Em có thể đọc giùm anh cái dòng chữ này được không? 2 năm 2 năm 1 3 2 năm. Tức là yêu anh, suốt đời yêu anh. Ủa sao dịch số qua chữ lại? Dạ vâng. Chơi chữ đó anh. Yêu anh, yêu anh.
suốt đời, suốt đời yêu anh. Đâu yêu anh đây cái gì hai năm là dạ, hai năm là yêu anh dạ 13 là suốt đời 2 năm là yêu anh. Ở đâu ra cái quy tắc dịch vậy vậy? Mà trên mạng khi mà em dịch lại em phải dịch như vậy nó mới đúng. Yêu em suốt đời yêu em như vậy mới đúng. Dạ. Thôi hai bạn đứng ra đây đó tặng hai cái đi. Bây giờ cái món quà là nó vừa là hai mà lại vừa là một. Một tức là nó thể hiện là yêu em suốt đời em, tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ xin giữ lại một hộp quà đó là yêu em để coi như anh tự nhắc nhở với anh là suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em và yêu em mà thôi, không yêu ai khác. Còn cái phần quà này thì anh sẽ gửi cho em và coi như là thể hiện cái tình cảm của anh đó là suốt đời chỉ yêu em mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn. Em tên Cao Trường Minh, năm nay em 33 tuổi và em đang làm quản lý đầu tư về các mảng thương mại dịch vụ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em tên là Ngọc Mai, em năm nay 29 tuổi, em tuổi con cọp. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. 29 tuổi, xịt tin dữ vậy ta. Hai bạn rất là năng động. Những cái mặt mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là em khó khóc lắm. Cái lần khóc gần đây nhất của bạn là khi nào và vì chuyện gì? Em cũng không nhớ nữa, mà em thì luôn vui vẻ. Đúng rồi, thôi cứ cười đi ha. Mình cười được ngày nào mình cứ cười, cười cho nó vui. Hy vọng là người đàn ông bên kia sẽ không mang lại nước mắt cho em, chỉ mang lại nụ cười thôi. Được không anh Minh? Dạ được chị. Em cũng tìm người như thế đấy ạ. Tại vì em có một cái khuyết điểm đó là em bị hạ canxi trong máu đột ngột. Cho nên là người đó phải là luôn làm cho em cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Đúng rồi, buồn là xỉu á. Dạ đúng rồi ạ. Nguy hiểm lắm à. Anh Minh nghe vậy có sợ không anh Minh? Dạ không chị ơi, em cũng thường hay bổ sung canxi lắm chị. Bạn xách cái đàn đây để hát hả? Dạ. Giao lưu hả? Giao lưu với lại mọi người. Tính trong đầu giao lưu bài gì? Dạ thì em cũng muốn là gửi tới mọi người là cái bài hát về sinh viên kiến trúc. Một bài nhạc vui thôi. Sao nó không liên quan tới tình yêu, phải hát tình yêu để gây ấn tượng bên kia chứ. Dạ cũng có nhưng mà toàn bài buồn không. Có thể nó hát bài buồn cũng được, về tình yêu đi. Biểu diễn mà bể dĩa đổ thừa anh Linh đó. Quan trọng nghe giọng thôi mà. Chủ đề là tình yêu. Dạ rồi, cũng được em. Vỗ tay các bạn. Tôi khuyên em hãy nghĩ kỹ đi em, yêu tôi rồi chỉ khổ thân em, bởi tôi là một kẻ lang bang không đem lại hạnh phúc cho em. Vậy sao mà hát được anh? Anh làm khó em quá. Ủa gì kỳ vậy? Đi tỏ tình mà đi cô gái mà hát bài kỳ. Em đã nói là bài nó bài buồn không hả? À. Buồn chứ tự nhiên mà tôi là lông bông rồi. Chưa thấy ai đi cô gái hát bài này. Sao anh nhìn em lạ vậy? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói tính ra thì chắc khoảng 5. Cũng vì hát bài này. Nói nghe nè. Dạ. Dạ sao chị? Có bị ám ảnh mối tình cũ không? Dạ chắc cũng có. Rồi bây giờ thích cái người bạn gái mới là người như thế nào? Dạ em thì cái mẫu bạn gái của em cá tính, nhưng mà đừng có tính cá mà cá mập quá. Có thể ăn tươi nuốt sống em thì nó cũng kỳ. Cá tính? Dạ nhưng mà đừng có tính cá chị. Mà đừng có tính cá, nó nhức đầu quá, mệt quá. Hát thì nghe còn hiểu, nói chuyện không mà hiểu gì hết trơn. Nói chung hát được. Em cảm nhận sao? Nãy giờ nghe bạn trai kia hát em thấy như thế nào? Dạ, bạn hát rất là dí dỏm và vui ạ. Chị nghĩ cái anh này không có làm em buồn, không có tụt canxi đâu. Ủa mà sao đăng ký chương trình này? Rồi bạn gái cũ đâu rồi? Tới chương trình này cũng là một duyên. Em thì
cái bản đăng ký chương trình đó là do bạn gái cũ của em đăng ký. Trời ơi, gì lạ vậy? Chứ em không biết là em đăng ký chương trình này. Của bạn gái cũ của em đăng ký? Dạ. Cô nào lạ vậy? Ủa tại sao vậy? Bây giờ cô đâu rồi? Hai dạ, người yêu nhau lấy chồng rồi. Không hiểu nha, bạn nói lại coi. Tức là hai người đang yêu nhau. Dạ. Xong rồi cô gái ấy đăng ký cho bạn. Dạ. Bạn không biết. Dạ. Rồi cuối cùng sao bạn biết? Dạ khi mà người ta về quê và quyết định là lấy chồng thì lúc đó thì có nói với em là đã đăng ký cho anh chương trình này, nếu mà có cơ hội thì anh cứ tham gia. Tức là cô gái ấy đã tính toán từ trước khi về lấy chồng. À. Dạ. Coi như đi rồi mà còn lo là cái hậu vận á, nghĩa là cũng còn một chút lòng từ bi đó lo cho anh á. Không, nhưng khi được cái tin mà bạn gái bạn đăng ký cho bạn mà lấy chồng rồi á, bạn có sốc không? Dạ thấy vui hơn thấy sốc. Vui là sao? Vì nghĩ là người ta vẫn còn quan tâm tới em, nghĩ là người ta đăng ký. Thôi ngưng đi, bên đây sắp sụt tụ canxi rồi. Câu chuyện nó lạ không bạn? Em cảm thấy sao quá anh. Có khi nào bạn yêu anh này sao dài hơn bạn đăng ký cho anh này chơi chương trình khác không? Nếu như chơi chương trình khác thì chắc em rủ anh đó chơi chứ không đem chơi một mình đâu. Cái này được. Ví dụ như chương trình vợ chồng son vậy đó. Ha. Nói gì chưa, nãy giờ nghe bạn kia kể về cái chuyện tình cũ của bạn ấy như vậy thì bạn cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là bạn vẫn chưa có quên được cái tình cảm của với lại bạn nữ kia. Chắc là bạn cũng còn một tí xíu xíu gì đó với bạn nữ kia. Còn về riêng bạn thì sao? Những cái mối tình trước đây của mình? Trước đây thì em có quen nhưng mà chắc là không có duyên có số, cho nên là đi nửa đường rồi gặp ngã ba là đường ai nấy đi thôi. Bao lâu rồi bạn? Dạ cũng hơn 2 năm rồi ạ. Em có hoài niệm đến người cũ hay không? Dạ không ạ. Tại vì không có duyên có số rồi thì thôi, đường ai nấy đi, rồi đi thì đi thôi chứ mình còn nghĩ gì nữa ạ? Đúng rồi, cái gì qua rồi cho qua luôn đúng không? Sống cuộc sống của mình thôi. Rồi thôi qua hết, nãy giờ coi như nói chơi thôi, không có gì hết á. Rồi. Bây giờ quan điểm của mình là bắt đầu từ bây giờ. Rồi. Làm lại từ đâu? Bây giờ để chọn một người bạn trai mới thì bạn có cái yêu cầu gì dành cho người bạn trai của mình không? Có một tí xíu gì đó cùng sở thích với em là yêu thích động vật nè, em thích chó mèo lắm. Bạn có thích nuôi chó không? Chó mèo? Dạ có chứ. Lo cho chó mèo không lo cho nhau. Dạ không, 50-50 à. Trời đất ơi, chó mèo bằng con người luôn hả? Dạ không, không phải bằng đâu, là anh đó lời hơn đó. Tại vì em nuôi một con chó, một con mèo. Hai con mà 50, còn một mình ảnh 50. Thì ảnh là con gì? Em không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Dạ người đó đừng có lôi thôi. Ăn mặc phải gọn gàng, sạch sẽ một tí. Hình như không có sạch lắm. Thôi đùa thôi, bạn đi đến đây với ai? Có ai theo ủng hộ mình không? Dạ, có hai bạn ạ. Chào em. Dạ con chào cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Hồi nãy giờ em ngồi dưới ha, thấy hai bên hai người tâm sự, chia sẻ thông tin với nhau, vậy em cảm nhận hai người này như thế nào? Quan điểm của con thì thấy anh này với chị cũng có nét tương đồng là rất là cá tính. Nhưng mà cái quyết định là do chị của con quyết định. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ trước khi mà kéo màn lên ha, bạn hãy nói về ưu điểm của bạn. Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ và hòa đồng. Nay cũng thấy rồi. Dạ. Khuyết điểm là gì? Dạ, hay hay điên tí. Crazy man. Dạ, nó là giống như là đang ngồi buổi tối thì chẳng hạn thích một cái cảm giác gì đó nó thay đổi. Có thể là đi thẳng ra Long Thành uống sữa chẳng hạn, rồi về. Tưởng đâu nó đang ngồi uống cà phê bờ sông, cái tiện đứng dậy đi thẳng xuống sông. Thích đi đó ha. Dạ. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút trò chuyện nha. Bắt đầu. Hầm râu đó là tôi không khoái rồi đó. Bồng. Em không biết nói cái gì. Bồng. Dạ, bồng. Dạ, thôi, mang qua tặng. Cảm ơn anh ạ. Như đó cũng quên nữa, lo cái gì đâu không à. Thì lâu lâu em có hơi... Không lẽ đi yêu tôi theo? Nhắc tôi. Lúc nãy nghe nói là em yêu chó mèo quá. Dạ đúng thì, rồi, em thích lắm ạ. Nếu mà sau này mà có cơ hội mà đến với nhau á, thì về anh không biết là chó mèo hơn hay là anh sẽ hơn. Lại nói rồi, nãy em nói rồi, 50-50 ạ. Em chăm sóc cho cả hai như nhau hết. Cái công việc của anh cũng có cái thời gian mà đi công tác á, cũng rất là nhiều. Thì cái lúc đó không có thời gian để
gặp mặt rồi hay là sau đó thì em có chấp nhận được cái điều đó không? Anh yên tâm đi, thì em có con chó với con mèo của em, lúc đó nó sẽ thay anh yêu em. Không có em thì ngủ chó mèo, có anh thì anh ngủ với em, ngủ với anh. Mà bây giờ mình bỏ chó mèo qua bên đi, mình vô chuyện hai đứa đi, để đứa thứ ba thứ tư chen vô hoài. Bây giờ chừng nào thí dụ được, chừng nào tiến tới hôn nhân, rồi ở đâu con cái gia đình sao rồi. Nếu như mà tiến triển tốt thì có thể là sang năm thì sẽ tiến tới hôn nhân. Em cũng dự định là muốn lập gia đình sớm, mang một chàng rể về cho má để cho má vui, má sống lâu hơn. Như vậy thì chắc cũng sẽ nhanh thôi, tại vì anh nghĩ là cá tính của em với lại cá tính của anh thì nó cũng gần gần tương đồng với nhau. Mới gặp con chút biết tương đồng. Hứa dư em mấy một còn câu gì đi. Rồi mỗi người một câu cuối cùng. Hứa một câu gì thì sẽ cố gắng là dành nhiều thời gian ra để mà chăm sóc mà cho gia đình và vợ của mình. Nhớ phải chăm sóc mấy con chó nữa. Dạ, chó. Để có thể là vợ mình sẽ chăm sóc, còn em thì chỉ là người thứ hai thôi anh. Nếu như mà anh cưới em về thì anh sẽ được ăn những món gì mà anh thích thì cho chính tay em nấu cho anh ăn. Được ăn nhiều loại bánh. Ồ, đã mập ngay càng mập hơn. Gặp phải được nè, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định có nhấn nút hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau thử cái coi, cảm nhận như thế nào? Dạ lạnh vậy. Có tụ canxi gì không? Dạ ấm. Ấm là ổn hay là không ổn? Dạ là ổn rồi. Ổn ha. Rồi.